đòn hiểm của Tô Lâm dùng người Nghệ An hạ gục Vương Đình Huệ. Cục C03 của Bộ Công an, tức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, được xem là cơ quan thu nhập dữ liệu lớn, tức là Big Data của ông Tô Lâm. Đây là nơi tung quân điều tra sân sau của các đối thủ chính trị của Tô Lâm hoặc các nhân vật thuộc vây cánh khác để lập thành kho dữ liệu khổng lồ. Nơi đây Tô Lâm chỉ dùng những người mong tin tưởng. Vào năm 2017, khi Nguyễn Duy Ngọc tháo chạy khỏi Công an Hà Nội, mang theo bộ hồ sơ đen của Nguyễn Đức Chung tặng cho Tô Lâm. Lập tức Tô Lâm trọng dụng Nguyễn Duy Ngọc và đưa vào chức Cục trưởng C03. Hầu hết các cục trưởng thuộc Bộ Công an đều được Tô Lâm trước đây và Lương Tam Quang hiện nay quy hoạch của ghế thứ trưởng, đồng thời giới thiệu vào Trung ương Đảng. Thay Nguyễn Duy Ngọc nắm ghế Cục trưởng C03 là Nguyễn Văn Long. Ông Long là người Bắc Giang, có quan hệ mang tính chất gia đình với Tô Lâm. Sau đó, Trung tướng Nguyễn Văn Long lên Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được cất nhắc vào ghế Cục trưởng C03 vào hồi năm 2022. Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Tô Lâm, ông Lương Tam Quang đã đưa Nguyễn Ngọc Lâm vào diện quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sắp tới. Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Lâm lại là người Nghệ An. Trong khi đó, suốt quá trình đấu đá trên vũ đài chính trị thời gian qua, chính Tô Lâm đã dẫn đầu phe Hưng Yên đánh vào phe Nghệ An. Ấy vậy mà trong đoàn quân của Tô Lâm lại có người Nghệ An. Và tại sao lại như thế? Thật ra trong ngành công an đã không có chỗ cho phe Nghệ An từ lâu. Vì thế Nguyễn Ngọc Lâm không thể cậy nhờ vào phe Nghệ An để mà tiến thân. Mà ngược lại, Ngọc Lâm phải ra sức tận tụy phục vụ cho phe Hưng Yên mới mong được cất nhắc. Nếu Ngọc Lâm ra khỏi ngành công an, may ra ông mới được các đồng hương Nghệ An giúp đỡ, còn ở lại ngành công an thì phe Nghệ An đành bất lực. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Ngọc Lâm được Tô Lâm chiếu cố và nâng đỡ. Được thế, chính ông là cánh tay đắc lực giúp cho Tô Lâm điều tra tập đoàn Thuận An nhằm hạ Vương Đình Huệ một cách ngoạn mục. Nếu nói Nguyễn Duy Ngọc có công trong lập hồ sơ đen của Nguyễn Đức Chung giúp Tô Lâm diệt trừ cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì Nguyễn Ngọc Lâm cũng có món quà lớn dành cho Tô Lâm, đó là nhân vật cầm đầu phe Nghệ An khi ấy. Món quà của Nguyễn Ngọc Lâm được đánh giá là quý hơn quà của Nguyễn Duy Ngọc rất nhiều, bởi quà của ông Ngọc chỉ là diệt mầm họa từ xa, còn quà của Ngọc Lâm giúp cho Tô Lâm diệt được địch thủ lớn nhất trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí Thư. Có vẻ như Nguyễn Ngọc Lâm không chọn lựa, bởi so với các nhân vật lớn gốc Nghệ An, ông chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nếu ông ở lại ngành công an mà vẫn bảo vệ người Nghệ An thì chắc chắn ông sẽ bị Tô Lâm đì không ngóc đầu lên nổi. Vậy nên với nghiệp vụ trong tay, với binh lính trong tay, Ngọc Lâm dẫn quân đánh thẳng tử huyệt của Vương Đình Huệ để lập công thì cơ hội thăng tiến sẽ lớn hơn rất nhiều. Tử huyệt của Vương Đình Huệ chính là Phạm Thái Hà, trợ lý lâu năm của Huệ và là người nắm tay hòm chìa khóa cho Huệ. Sau khi tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc, vừa về đến Hà Nội, Phạm Thái Hà đã bị Ngọc Lâm bắt ngay tại sân bay Nội Bài. Kết quả, Vương Đình Huệ đã gục ngã và nay thì Nguyễn Ngọc Lâm được Tô Lâm chiếu cố cho quy hoạch vào Trung ương Đảng khóa sau. Với cú ra đòn hiểm nhằm vào đồng hương để mà tiến thân, Nguyễn Ngọc Lâm đã không còn đường lối. Ông phải ở lại Bộ Công an để bám vào Tô Lâm và Lương Tam Quang. Ngược lại, phe Hưng Yên có một tướng thiện chiến sẵn sàng công phá đồng hương Nghệ An của mình để mà lập công dâng cho Tô Lâm. Tuy nhiên, dù hiện nay Nguyễn Ngọc Lâm đang rất hữu dụng với Tô Lâm, nhưng tương lai thế nào thì chưa rõ. Với một kẻ gian hùng như Nguyễn Ngọc Lâm, nếu vào được Trung ương Đảng và sau này vào được Bộ Chính trị thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó có thể Ngọc Lâm sẵn sàng bán luôn cả Tô Lâm để mà mưu cầu quyền lực như đã từng làm với Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đòn hiểm của Tô Lâm dùng người Nghệ An hạ gục Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vô Chiêu, Thích Minh Tuệ dễ dàng hóa giải Hữu Chiêu Nguyễn Phương Hằng. Trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp Lữ
Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhà văn Kim Dung có mô tả một nhân vật kỳ bí là Độc Cô Cầu Bại, hiệu là Kiếm Ma. Kim Dung mô tả nhân vật này là người có võ công mạnh nhất, Độc Cô Cầu Bại, có nghĩa là kẻ cô độc cầu mong mình bại trận. Tuy nhiên, dù vậy, cả đời ông cũng không được toại nguyện. Nhân vật Độc Cô Cầu Bại thường dùng vô chiêu thắng để mà hữu chiêu, vô địch trên đời. Vô chiêu nghĩa là chẳng có chiêu thức nào, cũng chính vì thế mà đối thủ không thể đoán trước được chiêu thức của ông và họ đành bất lực. Đấy là chuyện kiếm hiệp mang tính hư cấu, giải trí. Tuy nhiên, câu chuyện của nhà sư Thích Minh Tuệ cũng có phần mang dáng dấp của nhân vật Độc Cô Cầu Bại trong tác phẩm võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Đáng chú ý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sư Thích Trần Quang từng tấn công cá nhân thầy Thích Minh Tuệ, trong khi vị tu sĩ Hạnh Đầu Đà không hề tung ra bất kỳ chiêu thức nào để mà đáp trả. Tuy nhiên, ngay lập tức, cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thích Trân Quang đều nhận lấy sự thất bại ê chề. Càng tấn công mạnh thì càng nhận tổn thất nặng nề. Điều này có thể ví như vô chiêu thắng hữu chiêu của sư Thích Minh Tuệ. Phương Hằng một lần nữa lại xuất chiêu tấn công vào sư Minh Tuệ. Vẫn như mọi khi, sư Minh Tuệ không đáp trả lại bằng bất cứ hình thức nào. Vẫn chỉ có vô chiêu như bao lần trước đó. Cũng ngay lập tức, dư luận đã dậy sóng, không phải vì người ta muốn xem sư Thích Minh Tuệ trúng chiêu và ngã gục như thế nào, mà ngược lại công luận cho rằng bà Hằng sẽ nhận kết quả không mấy tốt đẹp vì hành động này. Trước mắt, nhiều người hâm mộ bà đã đồng loạt quay xe, chỉ trích thần tượng một thời của mình. Người Việt thường có câu khôn 3 năm, dại 1 giờ, để chỉ những hành động thiếu cân nhắc, thiếu chỉ trong một thời gian rất ngắn, đã tự đánh đổ mọi công lao mà họ đã cố gắng trong một thời gian dài trước đó. Tương tự, dư luận đánh giá, bà Hằng cũng tự đạp đổ những thành quả mà bà đã phải tốn kém một thời gian rất dài để mà xây dựng nên và cả việc phải trả giá bằng án tù nhiều năm. Để có được lượng người hâm mộ lớn như bà Hằng là điều không hề dễ. Lúc đỉnh điểm, các kênh truyền thông của bà thu hút lượng khán giả gấp nhiều lần đài truyền hình quốc gia VTV. Những ca sĩ đang nổi cũng rất muốn có được một phần mười lượng fan của bà, nhưng không dễ có. Ngoài ra, bà Hằng đã phải trả giá cho việc bóc mẽ thầy lang lừa đảo và giới showbiz đen bằng bản án tù 3 năm. Điều này khiến cho nhiều người hâm mộ cảm kích, nên họ càng hâm mộ hơn sau khi bà ra tù. Trong clip bày tỏ ý định tấn công sư Thích Minh Tuệ, bà Hằng có nói rằng: đến giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì mà tôi cắm mặt xuống đất, thà tôi rời cuộc chơi mà tôi đã chơi là chơi tới luôn. Có vẻ như việc được người hâm mộ dần dần chào đón khi ra tù đã khiến bà tự mãn thái quá rồi chăng? Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ đại nhân đến tiểu nhân, bất kỳ ai mà tự mãn thì điều đó đồng nghĩa họ đã tự kết liễu sự nghiệp của mình. Tự mãn chưa bao giờ được đưa con người đến thành công. Nếu đã thành công mà tự mãn, thì thành công đó sẽ không ở lại vị trí với họ. Tự mãn mà thành công có thể xem là cặp phạm trù, không hề ưa nhau. Lần này có lẽ tính tự mãn của bà Hằng đã dẫn bà đến một hành động rất không nên làm, đấy là tấn công sư Thích Minh Tuệ. Chưa thấy bà được gì, chỉ thấy bà phải nhận rất nhiều chỉ trích nặng nề và người hâm mộ lũ lượt rời bỏ khỏi bà. Đây chính là sự cao thâm của vô chiêu mà ít người nhận ra. Liệu bà Hằng có thấy hữu chiêu của bà đang thua trước vô chiêu của vị sư tu hạnh Đầu Đà hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vô Chiêu Thích Minh Tuệ dễ dàng hóa giải hữu chiêu Nguyễn Phương Hằng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de